Nè, bà dậy Vịnh Xuân Quyền à? Diệp sư phụ, có người muốn học võ này. Cậu muốn học võ sao? Đến để thử thôi. Tôi không biết Vịnh Xuân Quyền là cái quái gì. Để tôi nói cậu nghe, được đúc kết từ thực tế. Vịnh Xuân Quyền là một môn võ chiến đấu ở tầm gần, có xuất xứ từ phương Nam. Tôi không muốn nghe những thứ đó. Đấu một trận xem sao. Tôi sẽ trả học phí nếu tôi thua. Được. Tôi là Diệp Dấn. Môn võ là Vịnh Xuân Quyền. Sao nào? Ông chưa đánh bại tôi mà. Chưa chịu thua à? Thua cái gì? Tôi không thấy có gì cả. Giờ thì cậu đã thấy chưa? Diệp sư phụ, bây giờ tôi mới biết ông giỏi thật đấy. Thật tuyệt vời. Cậu trẻ, còn không mau nhận ông ấy làm sư phụ đi. Giờ thì cậu phải trả học phí rồi đó. Này, này, sao lại bỏ đi vậy? Diệp sư phụ à, ông phải làm gì đi chứ? Cuối cùng ông cũng đã có học trò rồi, sao lại để hắn đi vậy? Là ông ta. Sao người giỏi võ lại có thể là ông ta được chứ? Mày đùa với tao sao? Trông ông ấy thật là hiền. Ông ấy chỉ trông giống một người chặt ủi mà thôi. Nếu các cậu tới không phải vì học võ, xin đi cho. Được rồi. Nhưng mà chúng tôi muốn thách đấu. Cần gì phải làm vậy? Sao chứ? Thôi không có gì. Cẩn thận. Lần tới không cần phải cởi áo đâu. Sư phụ, cô là Quỳnh Lương, xin nhờ cô đệ tử một lạy. Vậy thì sư phụ, cô là Thiếu Tá Chung, Ngài Quốc Khinh, Vũ Tuấn, xin nhờ cô đệ tử một lạy. Tao nhận ông ấy làm sư phụ đầu tiên, phải gọi tao là đại sư huynh. Rót trà cho sư phụ. Không cần hành lễ đâu. Trả tiền học phí trước được không? Tiền học phí ấy mà. Vịnh Xuân Quyền kết hợp giữa tấn công và phòng thủ. Tấn công cùng lúc với phòng thủ, hạ đối thủ càng nhanh càng tốt. Nhìn đây, chiêu này gọi là tán quyền. Tán quyền, tấn công và phòng thủ cùng một lúc. Hiểu chưa nào? Xin hỏi ai là Diệp sư phụ?
Sư phụ, sư phụ. Lương, con gọi họ tới đây có phải không? Sư phụ, có thật là thầy đánh bại 10 người một lúc không? Tốt nhất là không nên đánh nhau, luyện tập tiếp đi nào. Vậy nếu như có người cầm vũ khí cùng tấn công thì sao ạ? Thì chạy. Anh nên thu tiền học phí của họ đi. Anh biết rồi. Lúc nào anh cũng nói như vậy. Anh nhất định sẽ thu mà. Mọi người nghỉ tay một lát đi nào. Có chuyện gì sao? Sư phụ, sư phụ. Đã đến lúc trả tiền học phí rồi. Có chuyện gì à? Đến lúc trả học phí rồi. Ai có mang theo tiền thì hãy đóng trước. Sư phụ, đây. Sư phụ, con đóng trước 20 tiền. Mẹ con đang thiếu tiền. Con sẽ đóng số còn lại vào hôm sau. Thôi cứ giữ lấy. Sư phụ, con chỉ có từng này. Không sao đâu mà. Mọi người về ăn cơm đi. Về ăn cơm được rồi. Cảm ơn sư phụ. Ít quá, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể nhiều hơn được. Em cũng biết là kinh tế đang khó khăn mà. Đệ tử của anh họ cũng gặp khó khăn. Là sư phụ, anh đâu thể không đồng ý giúp đỡ. Chúng ta phải năn nỉ bà chủ nhà cho khất lại vậy. Được rồi, anh sẽ năn nỉ bà ấy cho. Em thu xếp cho anh, và anh cũng phải thu xếp cho em chứ. Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Làm ơn, tôi muốn mua 2 miếng bánh ngọt. Ông lấy loại có nhân trứng không? Không, cảm ơn. Đứng lại. Không được chạy. Mày dám ăn cắp vịt quay hả? Tên bẩn thỉu này. Không được ăn nữa. Trả lại đây. Đừng đánh ông ấy. Vậy thì trả tiền đi. Tôi không có tiền. Tao sẽ bắt cha mày nếu mày không trả tiền. Đừng mà, làm ơn thảo mấy ra đi. Trả lại đây, đừng mà, đừng mà. Dừng tay, dừng tay. Đừng đánh ông ấy nữa. Có chuyện gì? Hắn trộm vịt quay. Tôi sẽ trả tiền. Trả tiền đi. Được rồi, được rồi. Đi thôi. Quân, chú Diệp, con biết cha con ở đâu. Đưa chú đến chỗ ông ấy. Ông ấy ở đây. Quân, ông ấy không còn nhận ra ai nữa. Bọn Nhật đã bắn vào đầu ông ấy. Ông ấy đã mất trí. Quân à, Quân à, tôi là Diệp Vấn đây. Cút đi, tao không biết mày. Quân, cút, cút đi. Quân, tôi đây mà, cút đi. Thôi kệ ông ấy đi, chú Diệp. Là lỗi của tôi. Không phải là lỗi của chú, là lỗi của tôi. Đi thôi. Cha con không chịu về ở với con. Ông ấy muốn sống một mình. Nên con cũng ở đây để trông coi ông ấy. Cô đang tìm việc làm ở nhà hàng để mang thức ăn thừa về cho ông ấy. Như vậy thì ông ấy sẽ không bị đói nữa. Đừng lo nữa, Vũ. Chú sẽ giúp con lo lắng cho ông ấy.
Tôi xin nhận bất kỳ người nào do sư phụ Diệp giới thiệu. Nếu cháu có thể viết tin cho báo, cháu sẽ nhận được tiền. Cháu bắt đầu công việc ngay bây giờ được không? Dạ được ạ. Vào chỗ ngồi đi, sẽ có người giao việc cho cháu. Hãy ở lại một chút, Diệp sư phụ. Chúng ta cùng dùng trà. Cảm ơn, anh có sáu rồi. Ngồi đi. Được rồi. Cảm ơn chú. Cháu phải làm việc chăm chỉ. Dạ, cháu biết mà. Giải đấu quyền thế giới tại Hồng Kông. Muốn học võ sao? Tôi sẽ dẫn cậu đi. Tao đang luyện Hồng Quyền, đến phiên mà dạy tao sao? Vậy tại sao anh lại xé tờ quảng cáo của tôi? Tao không quan tâm mày là ai. Tờ quảng cáo của mày đang dán chồng lên của tao. Muốn biết Vịnh Xuân Quyền là gì không? Mày muốn ăn đòn phải không? Một, đấu một, tao không bắt nạt mày đâu. Tụi bay không được can thiệp vào. Dạ. Không đánh vào mắt, vào cổ họng. Không phải nói nhiều nữa, vậy là đủ rồi. Chịu thua chưa? Không. Không. Không chịu thua. Tán quyền phải đánh vào chính diện. Thả lỏng. Thả lỏng một chút. Ai là Diệp Vấn? Có chuyện gì? Đệ tử Quỳnh Lương của ông đánh người của chúng tôi bị thương. Hắn đang bị chúng tôi bắt giữ. Đến trả tiền chuộc ở chợ cá Lý Hồng Kiên. Đi thôi. Lý Hồng Kiên. Anh Kiều. Ông là sư phụ của hắn à? Phải. Anh đây là... Tôi nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau đi. Các anh thả đệ tử của tôi ra trước. Thả hắn ra. Lương, con không sao chứ? Con không sao. Sao con lại đánh người ta? Hắn ta muốn đánh nhau trước.
nhưng đánh không lại con. Con không thể nhìn hắn được. Mày nói cái gì? Không đánh lại mày hả? Bình tĩnh nào. Cả hai đều còn trẻ, đánh nhau gây gỗ rồi lại làm bạn mà. Cho tôi gặp sư phụ của các anh để tôi giải thích với ông ấy. Hãy cho tôi biết sư phụ của các anh là ai, biết để làm gì. Ông ấy giỏi hơn ông nhiều. Đừng nói nhiều nữa. Ông có mang theo tiền chuộc không? Không. Bình tĩnh nào. Đánh hắn. Sư phụ, cẩn thận sau lưng. Xông lên. Nhảy qua. Sư phụ, con ở đây. Sư phụ, vậy là thầy có thể đánh 10 người một lúc là thật. Ra khỏi đây trước đã. Bám sát theo ta. Bám sát ta. Đi thôi. Đi. Tiến sang sau. Đứng im. Anh làm gì ở đây? Sư phụ Diệp, xin cứ đi đi. Cảm ơn. Không được để hắn đi. Có chuyện gì ở đây vậy?
Sư phụ, các anh lại gây chuyện nữa à? Dạ không sư phụ, còn đánh nhau với tên kia. Hắn gọi sư phụ của hắn đến đây. Chiên Sơn Châu, anh nghĩ đây là địa bàn của anh sao? Không có, không có. Ông Hồng à, chuyện gì cũng từ từ nói mà. Chẳng phải anh đã gây chuyện sao? Đâu có, đâu có. Tên khốn này hắn gây chuyện trên địa bàn của tôi, nên tôi... Địa bàn của anh là sao hả? Con đường này là của tôi, không cần phải nói nhiều. Nói lại xem, đất này là của ai? Toàn bộ là của ông Hồng. Giờ thì đi đi, không còn chuyện của anh ở đây nữa. Các anh từ đâu đến? Xin chào ông Hồng, tôi là Diệp Dấn, đến từ Phật Sơn Vĩnh Xuân. Mọi chuyện trở nên phức tạp, nguyên nhân là do đệ tử của ông và tôi đã giao đấu với nhau. Đệ tử của tôi đã thương đệ tử của ông, nhưng anh ta... Ý của anh là Vĩnh Xuân Quyền mạnh hơn Hồng Quyền có phải không? Tôi không có ý đó sư phụ Hồng. Ai cho phép anh dạy võ ở đây? Anh có biết luật sao? Tôi không biết luật gì cả. Anh không biết sao? Để tôi nói cho anh biết. Anh phải chứng minh mình có khả năng mở cửa làm ăn. Nếu anh không bại dưới tay ai trong thời gian một nén nhang, thì anh được coi là có khả năng dạy người khác.